Vâng, hôm nay em vừa về được hai con tuner này các bác này. Đấy, gồm có một con tuner Victor ha, model là V45 và một con tuner Sansui TU1100 ha. Đấy, hai con tuner này các bác này. Đấy, bác nào mà mua về trưng bày ha. Đấy, tất cả thì em đã test hoạt động cho các bác này. Đấy, nguồn là bao sống cho các bác ha. Về thì các bác chỉ việc xài thôi. Đấy, đa số thì những con tuner thì các bác mua về để trưng bày ha, để lên những con âm ly cho nó đẹp thôi các bác ạ. Đấy, con này có vu nè, con này cũng có vu ha. Đấy, hai con thì cũng còn rất là mới này các bác xem ha. Đấy, tất cả là nguồn đã lên hết rồi ha. Và em sẽ quay phía sau đây. Đây, hàng bãi Nhật về, điện 100V này các bác này. Đây, con Victor điện 100V ha, mắc in sơ băng này. Và con Sansui cũng vậy ha. Đây, con Sansui thì cũng điện 100V này. Đấy, đều là hàng bãi Nhật về. Rồi, tuner thì cũng không có gì quảng cáo nhiều các bác ạ, cho nên em cũng xin báo giá ha. À, con này thì đồng giá là 500.000 một con là em bao ship ha. Đấy, hai con tuner này thì mỗi con là 500.000 đồng là em bao ship toàn quốc. Rồi, bác nào mà quan tâm thì alo cho em ha. Đây, cả hai con cũng còn rất là mới các bác ạ. Này, số điện thoại của em đây, 0981 384842.